Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng dự án 2 căn ở Ngọc Trục, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội với cái thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Đông Bắc, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, diện tích là 32m² ở trên sổ đỏ và từ tầng 2 là có xây dựng đua ra một chút. Với căn nhà này rất là gần với trung tâm thương mại Aeon Hà Đông, rất là gần với lại Vinsmart City Tây Mỗ mọi người ạ. Và từ vị trí căn nhà thì xung quanh rất là nhiều những cái tiện ích chợ, đường, phường, trạm xung quanh và cái căn nhà này giá chào bán là 3 tỷ 300 triệu đồng. Ngõ thông, đường rộng, ô tô có thể đi qua được mọi người nha. Mời người theo Ngọc Ánh vào vị trí cụ thể của căn nhà. Với vị trí của cái căn nhà là ngõ thông, đường rộng và mặt tiền của ngôi nhà thì là 3,5m, thiết kế như sau: cửa chính của ngôi nhà là cửa cuốn và bên trong là cửa kính cường lực nha mọi người. Với cái căn nhà này thiết kế vô cùng hiện đại, có ban công hướng ra phía bên ngoài, tầng 2, tầng 3 và tầng 4, 3 ban công mở, thiết kế hiện đại. Mời người theo Ngọc Ánh vào tầng 1 của ngôi nhà. Với cái tầng 1 của ngôi nhà thiết kế gồm phòng bếp và phòng khách thì ở đây Ngọc Ánh đang đứng vị trí là căn phòng khách. Và với cái hiện trạng của ngôi nhà thì đã hoàn thiện xong gần như 100%, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Với cái gạch lát nền kích thước 60-60 đã được hoàn thiện xong đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, hệ thống sơn cũng như là điện, nước. Với cái căn nhà này thì sử dụng hệ thống nước sạch sông Đà và điện lực Hà Nội. Đồng thời cái căn nhà này thì đều đã được lắp đặt hồ sơ điện, hồ sơ nước đầy đủ, giấy phép xây dựng từng căn. Với vị trí hai căn nhà này nha quý vị thì cách với lại trục đường Đại Mỗ, trục đường chính chỉ rơi vào khoảng tầm 800m thôi, và từ vị trí ngôi nhà cách với chợ dân sinh là khoảng tầm 300m, rất là đầy đủ những cái tiện ích sinh hoạt hàng ngày, tiện lợi đi lại. Và căn phòng khách đây rất là rộng đó. Tiếp theo, mời cả nhà theo em vào phía căn phòng bếp. Đây, với cái thiết kế căn phòng bếp như sau, chữ L nhỏ nhỏ. Bởi vì sao? Diện tích của cái căn nhà này là 32m² cho nên là chủ đầu tư cố gắng chia phân bổ làm sao cho nó hài hòa nhất, đầy đủ công năng nhất cho một hộ gia đình sử dụng. Với cái căn bếp nhỏ xinh này nhưng mà lại đầy đủ tiện ích này, đầy đủ về phụ kiện bếp cũng như là vòi rửa, vòi chậu, chất liệu inox 304. Mặt bếp thì là được ốp đá đen và cái tủ bếp này được thiết kế là gỗ MDF nha mọi người. Đấy, với hai tông màu, màu trắng và màu ghi rất là đẹp. Và cái không gian bếp này kết hợp với cái màu sơn trắng làm cho cái không gian ngôi nhà nó rất là rộng và nhìn nó rất hài hòa. Tầng 1 của ngôi nhà thì còn có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì đầy đủ về hệ thống bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Tay vịn cầu thang đây mọi người ạ. Thiết kế là gỗ lim, toàn bộ là gỗ lim hết. Mặt bậc cổ bậc là được ốp đá gray màu xanh. Xin mời mọi người theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà để khám phá tầng 2 của ngôi nhà này thiết kế như thế nào nhé. Với cái thiết kế tầng 2, khi mà bước chân lên phía cầu thang thì ở đây quý vị nhìn hộ em là có một cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài để lấy toàn bộ ánh sáng vào cái khu vực cầu thang để lấy thoáng. Và tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế cái hành lang đi vào rất là rộng, với cái nhà vệ sinh thì vô cùng rộng ở phía trên tầng 2. Đây mọi người có thể nhìn thấy giúp em đó, nhà vệ sinh đây, bước chân lên trên phía hành lang là có đầy đủ hệ thống bồn cầu, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, hệ thống lavabo đó, đầy đủ mọi công năng tiện ích sử dụng theo từng tầng. Và thiết kế căn phòng ngủ tầng 2 đây, toàn bộ cái căn phòng ngủ này thì là chủ đầu tư lát sàn gỗ, có ban công hướng ra phía bên ngoài đây mọi người ơi. Đây, ban công này là ban công thật hướng ra phía bên ngoài và từ trên phía tầng 2 đây mọi người là xây đua ra khoảng tầm 6-70 phân nữa, cho nên là cái diện tích căn phòng ngủ trên này khá là rộng. Hướng nhà là hướng Đông Bắc, rất là mát, hiện tại bây giờ là 10:30 thì đây không còn ánh nắng hát vào trong phía căn phòng ngủ nữa rồi. Cái hướng Đông Bắc này thì chỉ có mất một chút buổi sáng là có ánh sáng, ánh nắng thôi mọi người ạ. Đó.
Và trên cái phía căn phòng ngủ này là có đầy đủ về hệ thống trần thạch cao, chiếu sáng, đèn LED, ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa nha mọi người. Thiết kế hợp lý và đặc biệt hơn của cái căn nhà này đó là thiết kế ở trên phía tầng 3 là chia ra hai phòng ngủ nha mọi người. Mời mọi người nhìn theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà nhưng Ngọc Ánh chia sẻ hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thì đây là căn phòng ngủ tiếp theo ở trên phía tầng 3. Đấy, có đầy đủ cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Căn phòng ngủ này nó cũng rộng khoảng tầm 9m mọi người ạ. Và cũng được lát sàn gỗ công nghiệp. Toàn bộ cửa thông phòng là cửa gỗ. Đấy, rất là đẹp, màu sắc cùng tông với lại cái màu sàn gỗ, làm cho cái không gian nhà nó rất là hài hòa, nó không bị nghịch màu ấy. Nhà vệ sinh tầng 3 đầy đủ hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, hệ thống dây chờ bình nóng lạnh, bồn cầu liền khối, vòi xịt, vòi chậu, vòi rửa. Nói chung là đầy đủ, đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho một hộ gia đình. Và căn phòng ngủ tầng 3 tiếp theo cũng có cửa hướng ra phía bên ngoài đây mọi người. Ban công mở đấy. Cái ban công này mà quý khách hàng có thể treo mấy giỏ hoa ở đây thì rất là đẹp. Ống chờ, dây chờ, điều hòa đều được thiết kế đầy đủ. Căn nhà này giá chào bán 3,3 tỷ đồng nha mọi người. Sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Với cái căn nhà này thì chủ đầu tư có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Và thiết kế của cái căn nhà này thì là độc lập, tường riêng, móng riêng mọi người nha. Phần cuối cùng của ngôi nhà đó là tầng 4. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 4 nhé. Và thưa quý vị, đây Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Quý khách hàng có thể nhìn giúp em chủ đầu tư thiết kế khá tỉ mỉ và cầu kỳ, với cái mái tôn ở trên tầng 4 rất là cao, rất là thoáng và rộng. Đồng thời có cái ô giếng trời để lấy sáng này mọi người nha. Trên tầng 4 này đứng gần như là ngợp ánh sáng ở trong cái căn phòng này. Trên tầng 4 thì thiết kế như sau, gồm một phòng thờ, một khu vực để máy giặt và một khu vực sân phơi. Thì đây tầng 4 phòng thờ đây mọi người ạ. Đó. Rất là rộng và cửa mở ban công hướng ra phía bên ngoài được. Từ cái căn nhà này quý khách hàng có thể nhìn thấy rất là nhiều tòa nhà cao tầng cũng như là khu dân cư đông đúc. Vị trí căn nhà cách với Ion Hà Đông chỉ rơi tầm 1,2 km. Đầy đủ những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh. Đây là khu vực để máy giặt. Hẳn một cái khu vực để máy giặt luôn nha mọi người. Với cái căn nhà này thì Ngọc Ánh thấy rất thích ở trên phía tầng 4. Ở đây đó là cái mái mọi người ạ. Thiết kế nó vô cùng rộng, vô cùng thoáng. Ra tới cái phần sân phơi đây thưa quý vị. Sân phơi của ngôi nhà ở đây rất rất là thoáng. Đó. Và Ngọc Ánh quay ở đây nó là căn lô góc hai mặt thoáng. Bởi vậy cho nên là cái cửa sổ ở giữa các phòng cũng như là phía khu vực cầu thang đi lên đều có cửa sổ thoáng để lấy ánh sáng cũng như là cái không khí vào trong ngôi nhà này. Ngoài xin nhắc lại với quý khách hàng đang xem video này, vị trí căn nhà là thuộc Ngọc Trục, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và giá chào bán là 3,3 tỷ đồng, trong cái giá đó đã bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ về vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Và nếu quý khách hàng biết thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí căn nhà này hoặc vị trí các căn nhà khác của bên Ngọc Ánh, hiện tại căn thấp nhất là 1,3 tỷ đồng, thì quý khách hàng muốn biết thêm thông tin gọi điện ngay cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em và có thể là bấm đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những bất động sản tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.